xin chào tất cả khách hàng của DK. Thì trước kính máy quay là một chị khách hàng hôm nay đã qua DK để quyết định là xóa sửa cặp máy của chị. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị một chút nhé. Em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn đang xem live được biết về mình không ạ? Em tên là Ngọc ạ. Vâng ạ. Hôm nay em đến để xóa lông mày ạ. Lông mày của em hiện tại nó hơi đậm, với lại da nó cứng nên em muốn thay đổi. Sáng mày này của mình là mình làm được khoảng bao lâu rồi chị nhỉ? Chừng một năm ạ. Khoảng một năm đúng không ạ? Dạ. Thì em thấy trước đấy là chị từng làm một lần ở chỗ khác rồi đúng không ạ? Và lông mày của mình cũng có tình trạng hơi trồ đỏ một chút ấy. Dạ. Em xin phép là sẽ cho các bạn đang theo dõi livestream là xem cái tình trạng trồ đỏ của mình một chút nhé. Dạ. Thì đây là hình ảnh ban đầu của chị Ngọc khi đến với DK. Thì chúng ta có thể thấy là phần đuôi đã bị trồ đỏ một chút. Dạ, ống kính zoom cận một chút thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phần đuôi này giúp em ạ. Đó, đây là tình trạng lông mày của chị. Và cái quá trình này thì đã được chuyên gia của DK thực hiện là xử lý trồ đỏ. Và cái ánh sáng xanh đấy thì không ghi lại được. Và đây là kết quả của chị sau khi thực hiện phần trồ đỏ. Chị ơi, trong cái quá trình mình thực hiện trồ đỏ ấy thì chị Ngọc có cảm thấy khó chịu hay là đau rát gì không ạ? Không, không đau, không khó chịu nhẹ nhàng. Dạ vâng. Và như hiện tại là lần mình làm mới đây thôi, nhưng mà mình làm là công nghệ full xăm chứ không phải là đi sợi đúng không ạ? Vâng ạ. Thì lần này với mong muốn khi đến với DK thì chị có mong muốn gì về cặp máy sắp tới của mình ạ? Em muốn sao cho nó trẻ hài hòa khuôn mặt ạ. Vâng ạ, có một dáng mày thanh mảnh hơn đúng không chị? Vâng, nhẹ nhàng. Vâng, thì bây giờ em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện xóa cặp mày này cho chị nhá. Để vâng mình ạ, nhanh nhất có thể mình sẽ có một cặp mày mới như mình mong muốn chị nhá. Vâng. Dạ, em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện ạ. Thì đối với da của chị Ngọc thì sẽ hơi mỏng, cho nên trong quá trình thực hiện thì có thể là chị sẽ châm chích hơn khách bình thường một chút. Vậy nên là bây giờ mình sẽ hỏi cái cảm giác của chị Ngọc khi mà đang thực hiện laser nhá, để cho các bạn biết là chị Ngọc có cảm thấy đau rát hay khó chịu gì không đối với những người có làn da mỏng. Chị Ngọc ơi, mình đang thực hiện này thì mình có khó chịu hay đau rát gì không chị? Bỏng bỏng ạ. À, nó hơi chích chích đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà có trong sức chịu đựng của mình không chị? Được ạ. À vâng ạ. Thì chúng ta có thể thấy là rất là nhanh thì chuyên gia thực hiện xong một bên rồi. Và mặc dù là lông mày của chị Ngọc cũng khá là rậm nhưng mà không hề có dấu hiệu là cháy xém trụi lông hay là tổn thương gì vùng mày cả. Chuyên gia tiếp tục thực hiện bên còn lại giúp em nhé. Và hiện tại thì ở DK là đang sử dụng công nghệ siêu laser Bicomax. Đây là công nghệ được chuyển giao độc quyền cho DK từ tập đoàn Bicosecond. Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì sau khi thực hiện thì sẽ không cần phải kiêng khem hay là phải nghỉ dưỡng bất kỳ gì cả. Và đặc biệt là sau 15 phút chúng ta có thể kẻ vẽ hoàn toàn bình thường rồi. Và cái công nghệ này thì sẽ là khi tia laser tác động đến đâu thì là phá vỡ cấu trúc hạt mực và đẩy ra bên ngoài theo hệ bài tiết chứ không làm tổn thương vùng da. Và đây là kết quả cuối cùng của chị Ngọc sau khi thực hiện lần đầu laser tại DK nhé. Thì chúng ta có thể thấy là không hề có dấu hiệu cháy xém trụi lông gì cả. Em mời chuyên gia cho chị Ngọc xem cái kết quả để cho chị Ngọc có nêu một chút cái cảm nhận của chị Ngọc nhé. À, vâng, tại vì mình vừa nhắm mắt xong thì khi mở mắt ra nó chưa quen ánh sáng ấy, thì chị cứ mở từ từ nhá. Dạ, mình mở mắt ra để mình xem cái kết quả này giúp em nhá. Và mình cho em xin một cái nhận xét ạ. Em thấy nó cũng mở đi nhiều. Mở đi nhiều rồi đúng không chị? Vâng. Cái này thì mình sẽ kiên trì một chút, mình xóa 1-2 lần xong rồi khi mà, bởi vì cái mực của mình nó cũng mới làm từ khoảng độ 1 năm ấy. Đấy thì mình chịu khó mình kiên trì một chút, mình xóa một chút để 1-2 lần thì mình sẽ có thể có một cặp máy mới như mình mong muốn chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc ạ. Và livestream hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Đây các bạn sẽ cùng chờ đợi để xem kết quả cuối cùng chị Ngọc nhé.